Chào các bạn, như vậy là hai ngày thi đấu đầu tiên của Playoff LCK mùa xuân 2021 đã kết thúc. Angola Esports và T1 là hai đội tuyển vượt qua vòng tứ kết để tiến vào bán kết. Với tư cách là đội đầu bảng, Damwon Gaming Kia chọn Angola Esports làm đối thủ trong trận bán kết đầu tiên. Vì vậy, trận bán kết còn lại sẽ là cuộc đối đầu giữa T1 và Genji. Trong video này, mời các bạn cùng Gameland điểm qua một số diễn biến đáng chú ý tại vòng tứ kết LCK mùa xuân 2021 nhé. Trái với nhiều dự đoán trước trận đấu cho rằng Angola sẽ dễ dàng giành chiến thắng, nhưng thực tế là đội tuyển này đã rất chật vật khi đối đầu với đội quân mì cay Nong Sim Red Force và phải kéo dài đến trận đấu tới ván 5 mới có thể giành chiến thắng. Tương tự như giai đoạn vòng bảng, Angola vẫn tiến lên phía trước nhờ đầu tàu Chovy, tuy nhiên đép lại thi đấu dưới phong độ trong trận đấu này khiến thế trận của Angola bị chọc thủng từ hai cánh. Angola giành chiến thắng trong ván 1, Nong Sim cân bằng trong ván 2, Angola giành chiến thắng trong ván 3, Nong Sim lại giành lại trận đấu trong ván 4. Trong ván 5, ván đấu quyết định, Angola đã thay Arthur vào vị trí đi rừng của Johan, đép cầm Kai'Sa thì họ mới có thể kết liễu được Nong Sim Redford và giành quyền tiến vào bán kết. And these two lanes with the inhibitors, at least, they're going to have to go back and deal with that. So you can see now just getting on top of Peanut here, way too much damage onto him. Does not have enough gold to finish that Zonyas. He already used his stopwatch. The Unbreakable Will is going to come out here from Kellen, but Humble Light, they're just looking to take everything that they possibly can. Yeah, and they're desperately trying to stop the Infernal Soul, but they cannot. There's no way, no how. They're just way too far behind. You see even Bay is looking to get in there. They're getting desperate. Rich is taking way too much damage from the Orianna. And even on the top side, Hama Life are just playing with their food. Death is going in against three of them. He is going to go down, but also will the rest of Nongshim. Yep, Peanut is just trying to survive here any way he can. Arthur's teasing him. There's the final kill. That's going to do it. Hama Life, they are going to win this series. They pick up an ace at 33 minutes. And they finally show what we were expecting from a lot of these games here. It took five games, but they finally made it happen as Peanut has got his head in his hands. Understandably very disappointed. They got so, so close, but Humble Life was the better team at the end of the day, and they will be moving on to the round two. Trước trận đấu, T1 được đánh giá cao hơn DRX nhờ phong độ vượt trội trong giai đoạn nước rút của vòng bảng. Và thực tế là đoàn quân của huấn luyện viên Danny đã chứng minh điều đó một cách dễ dàng khi T1 đè bẹp DRX tại tứ kết với tỷ số 3-1. Sở hữu đội hình có những tuyển thủ dày dặn kinh nghiệm và đang lấy lại được phong độ, T1 dễ dàng triển khai chiến thuật hướng về nửa trên của bản đồ và đánh bại DRX sau 4 ván đấu. Looking for Kingen, he'll find it. Oh my god, Teddy, that damage is ridiculous. And the Gnar is very, very dead, just not able to be pushed up in a side lane here. But he's just going to settle for locking up this inhibitor. Solar Flare comes out now as Becca. Now with the quickness, in goes Carrier, goes Golden as well. Look at the AoE, it's revolting! Bao will just get tidied up by this horse. The perfect execution to get right on top of all these carries. That's a very, very quick ace. You blink and you'll miss it, and T1 are in round two of the playoffs. And it was a valiant effort from DRX. I still insist that they played better than any of us had expected. This team was slumping, they gave it their all. Vòng bán kết LCK mùa xuân 2021 sẽ diễn ra trong 2 ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 4. Trận bán kết đầu tiên giữa Damwon Gaming và Angola Esports sẽ diễn ra vào ngày mùng 3. Trận bán kết còn lại giữa T1 và Genji diễn ra vào ngày mùng 4 tháng 4. Các trận đấu này đều bắt đầu vào 15 giờ theo giờ Việt Nam và thi đấu theo thể thức BO5. Trận chung kết chọn ra nhà vô địch LCK mùa xuân 2021 sẽ bắt đầu vào 15 giờ ngày 10 tháng 4. Đội tuyển vô địch LCK mùa xuân 2021 sẽ là đại diện của Hàn Quốc tham dự giải đấu MSI 2021 diễn ra tại Ireland vào đầu tháng 5.